với quý vị là trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về um, sâu răng rồi đồng thời nếu như mà mình bị trong cái tình trạng sâu răng thì lúc nào mình phải làm crown hay lúc nào mình phải làm root canal hay là gọi là rút tủy hay là lúc nào cần phải nhổ. Hello chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta chào đón sự trở lại của anh CEO Team Đỗ Nha khoa. Chào anh Team. Dạ, yeah, thêm uh, xin kính chào quý vị ở trang kênh uh, Việt Mỹ cũng như xin chào cô uh, uh, Rachel uh, thân thương. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Uh, Tết đến rồi thì uh, Rachel nhớ là bên văn phòng anh chuẩn bị có một cái uh, event để đón Tết đúng không? Uh, yes, thưa thường năm uh, là uh, hồi hồi cách đây uh, hai năm uh, thì uh, văn phòng nhà khoa có để dành một số tiền để mà. Uh, à uh, donation cho mấy em uh, ở trường uh, trung học thì à uh, donation bằng cách nào thì uh, ở văn phòng không đưa tiền nhưng mà văn phòng uh, order những cái uh, mua những cái trống trống lớn mà tới chính cái trống uh, để mà múa cho trống giống như là trống trận gì đó ra ra quân vậy đó. Ah. Rồi thêm uh, uh, chính cái đầu lân. À uh, cái đầu lân thì uh, các em uh, vì vì muốn các em coi giữ lại cái phong tục của người văn hóa của người Việt Nam thì uh, có một số công ty cũng giúp cho uh, áo dài thì uh, các em học sinh có cả trăm hai trăm em thì uh, cái này là cũng hình thức là các em để uh, đi uh, diễn hành tết cũng như là uh, đi tham gia vô cộng đồng để uh, có những em người uh, nước ngoài người nước ngoài như là các em học sinh người mễ rồi người mỹ mặc áo dài rất là đẹp và múa uh, áo dài cũng như là uh, các em trai thì múa lân uh, rồi đánh trống Thế nên là uh, tết năm nào cũng các em cũng uh, cảm ơn lại văn phòng của ở bên văn phòng của anh thêm thì các em lại có một ngày trình diễn và anh thêm cũng có mời quý vị có đồ ăn nhẹ và có đốt pháo cũng chính phong pháo lớn oh, wow. thì dạ phong pháo lớn và dài đốt cũng lâu thì năm nay thì cũng có một số người ở trên uh, um, Senator ở trên kia đi có ghé ngang họ sẽ ghé ngang thì cũng uh, vui thì làm việc cộng đồng Ok, nice <laughs> Ok, chúc anh cái ngày đó thật là đông vui nha Rồi có những cái hình ảnh gì hay hay thì gửi cho uh, quý vị khán giả Có thể là ở Mỹ, ở các tiểu bang khác, cũng như là ở khắp nơi trên thế giới Và có thể xem được là những cái hình ảnh, những cơ sở thương mại bên Mỹ mùa Tết như thế nào Hay là cộng đồng người Việt uh, mùa Tết như thế nào nha Yes, thank you em Rồi, à, và thưa với quý vị là trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về uh, sâu răng rồi đồng thời nếu như mà mình bị trong cái tình trạng sâu răng thì lúc nào mình phải làm crown hay lúc nào mình phải làm rút canal hay là gọi là rút tủy hay là lúc nào cần phải nhổ nữa tại vì cái cảm hứng như thế này là do quý vị khán giả đặt những cái câu hỏi trong những cái video mà anh thiêm đỗ chia sẻ có những cái câu hỏi liên quan như thế này nè thì thôi ngày hôm nay có anh thiêm ở đây xin mời anh chia sẻ thêm ạ à? Thì, thưa quý vị nói về crowns thì bị sâu răng thì phải làm crown hay là rút tủy hay là nhổ hoặc là làm implant luôn thì thưa quý vị thì trong thời gian qua bệnh nhân tới văn phòng mà nói về sâu răng thì tùy theo tình trạng sâu răng của mình thì quý vị đã biết rồi thì trước khi làm một cái vấn đề gì làm về răng thì ở văn phòng tất cả những văn phòng nha khoa đều phải dùng cái máy x ray là máy quang tuyến để chụp hình À, cái chụp hình 18 cái hình mà răng của mình từng cái một thì uh, cái răng nào hư sâu răng thì sẽ coi là cái răng đó nó có thể uh, mức độ nặng của nó nặng hay nhẹ thì uh, làm sao mình biết được nặng hay nhẹ thì thưa uh, cái răng bề mặt của trên của cái răng mà bị sâu răng nó bị hư thì uh, thường làm uh, mấy nha sĩ sẽ uh, mài đi cái phần hư lấy đi cái phần hư đó để chám lại cái răng thì cái đó là cái hình thức chấm răng rất là giản dị bình thường không tốn tiền và uh, cái chân răng nó lúc đó là nó vẫn còn tốt thưa quý vị còn nếu mà chụp hình x-ray mà cái chân răng cái chân răng nó bị nhiễm trùng uh, cái tủy răng đó thưa quý vị uh, cái tủy răng hoặc là cái chân răng bị nhiễm trùng mà thấy đau mà quý vị thấy có thể có thể khi thấy nó bị uh, chảy máu uh, chảy máu thì uh, thì đó những cái hai cái đó thì người nha sĩ sẽ quyết định là À, lấy tủy à, lấy tủy thì lấy tủy phải cho nó hết tủy thì nó mới không có bị à, e bút hay là những triệu chứng sau này thì lấy tủy thì nếu mà răng nó vẫn còn tốt thì chỉ có chấm răng ở trên thôi còn lỡ mà cái răng đó nó bị hư nặng à, nó bị mỏng quá đi thì những người nha sĩ có thể quyết định là đề nghị à, đề nghị với mình là à, sẽ làm cái crown đề nghị với à, quý vị là sẽ làm cái crown là cái bọc sứ ở trên thì cái răng nó sẽ được lấy tủy và bọc sứ sẽ mài chút xíu ở xung quanh của cái răng để làm một cái mão răng cái mão răng thì giống như vậy nè thưa quý vị à, trước mặt ở đây có thêm có hình thì như cái răng ở trong cùng này à, có cái có cái răng sứ ở đây dạ thưa nếu mà nói về cái răng thì như cái răng này của mình tất cả những cái răng này đều có cái nếu thí dụ nó bị problem thì mình sẽ lấy tủy đi lấy tủy của cái chân răng nhỏ này và làm mài nó đi một phần uh, của cái răng ở trên Đó, thì mài cái này là một cái sample thôi chứ thường mài thì cũng không có mài nhiều như vậy đâu thưa quý vị mài nó vẫn còn cao để chi để cho cái độ của cái răng này cái crown cái sứ này bọc lên trên cái răng thì nó có cái độ cứng và nó có độ sâu lên tới trên thì nó mới cứng cho mình lâu dài còn nếu mà mài nhiều quá thì nó sẽ không tốt cho cái sứ nó 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 giữ lại ở trên cái răng cho vấn đề sau này thì uh, phòng đáp đó sẽ làm một cái sứ cho mình trong vòng uh, mấy tiếng đồng hồ cho tới một ngày hai ngày để phải nướng nướng cái răng sứ này lên thì sứ bây giờ sứ tốt nhất bây giờ thường hay xài đó là sứ nha thì uh, làm cái răng sứ đó rồi uh, trong thời gian mấy ngày đó uh, chờ cho cái uh, tủy đó nó hoàn toàn không còn đau nữa và cái chân nú, cái chân nú của cái răng này không có bị ảnh hưởng sưng hay là hay là có những triệu chứng đau thì lúc đó nha sĩ sẽ mời quý vị lại văn phòng để gắn cái cái răng bọc sứ ở trên trong thời gian đó có thể nếu bác sĩ nha sĩ cho mình uống thuốc thì mình cũng nên uống thuốc nếu mà đau buốt còn nếu mà không đau nó giảm giảm đi cái sự đau trong vòng 3 ngày, 4 ngày thì mình không cần không cần phải lo lắng nữa thì tới văn trở lại văn phòng nha để mà bọc cái cái răng sứ đó lên thì thì mình sẽ có cái răng tốt, à, ăn nhai thì lúc đó sẽ nha sĩ sẽ kêu mình cắn lên những cái tờ giấy mà có mực đó để cho coi cái răng nó có bị cao không hay thấp không để nha sĩ có thể chỉnh sửa lại cái cái khớp cắn của mình để cho mình nhai nó đều chứ nếu mà một cái răng mà nó cộm lên đó thì à, mình sẽ nhai ăn nhai nó đau nó thốn cho cái răng của mình nhiều hơn. À. Còn trường hợp thứ ba mà bị à, quá tệ à, răng nó bị hư bị nhiễm trùng luôn à, không có thể chám được à, răng sau đó thì có thể à, nha sĩ sẽ cho mình biết là cho quý vị biết là cái chân răng nó bị nhiễm trùng thì không chữa được nếu không chữa được thì à, sẽ nhổ cái răng nó luôn. Thì à, nhổ xong rồi thì phải làm sao để mà bù đắp vào cái răng đó à, thì phải trồng implant thưa quý vị thì à, có nhiều khi mình phải trồng implant liền à, trong lúc đó à, nếu mà cái răng đó nó có đủ cái à, cái à, cái đường kính để mà cái chân implant bự để cái chân implant bự để có thể à, cái chân implant nó có thể nó thay thế vô cái chân mà mình nhổ đi thì mình có thể trồng một cái chân implant à, xong rồi 6 tháng sau thì 4 tháng cho tới 6 tháng sau thì mình sẽ làm một cái cái răng sứ ở trên để mà mình gắn lên trên trên cái răng implant đó thì à, lúc mà nhổ nhổ răng thưa quý vị nếu mà mình không có không có trồng implant liền thì à, quý vị nên nhớ một điều rất là kỹ là mình phải à, hỏi nha sĩ đó mình có cần đắp xương hay không tại vì nếu mà không đắp xương thì ảnh hưởng sau này à, vì mình muốn trồng implant mình không trồng được thì như cái răng ở trước mặt quý vị thấy đây nhưng cái à, như cái này nó lòi lõm nè thưa quý vị thì tại sao không có xương thì không đắp xương thì cái, cái răng nó bị teo mà teo thì sau này mình không có trồng implant được nó rất khó khăn cho nên là cái việc đắp xương sau khi nhổ răng để mà cho mình gắn cái chân implant cho tương lai thì nó rất quan trọng thưa vai trọng. Vâng, cảm ơn anh. Wow, à, thưa với quý vị là ngày hôm nay qua cái chia sẻ mình học hỏi được rất là nhiều nha liên quan đến là là khi mình bị sâu răng rồi cần phải làm gì? Tại... Không biết là quý vị có những cái câu hỏi gì ừ. liên quan đến những cái chia sẻ của anh CEO thiêm Đỗ hay không? Thì nếu có quý vị cứ để lại bình luận dưới đây nha. Rồi sau đây là một số những cái câu hỏi mà Rachel thấy là quý vị khán giả đã đặt câu hỏi liên quan đến răng hàm miệng cho anh thiêm đổ. Rồi anh sẵn sàng chưa? Bây giờ em sẽ đọc câu hỏi cho anh nha. Rồi. OK. Rồi câu hỏi đầu tiên của vị tên là Thị Tuyết Vũ. À, hỏi rằng cho hỏi bác sĩ là khi răng bị sâu một đến hai cái ra phòng răng người ta tư vấn trồng răng vĩnh viễn mà rất đắt tiền bị hư có một cái mà phải làm hai cái bên à, hai cái kế bên à, xin bác sĩ tư vấn là có nên làm hay không cảm ơn bác sĩ và cô mc xinh đẹp Đài dạ mình. thưa chị trước hết là thêm là CEO của văn phòng nha khoa là giám đốc thì không phải bác sĩ để thôi đến chính lại thưa quý vị thì thưa quý vị câu hỏi này một cái răng mà bị hư mà phải mài hai cái răng hai bên thì cái trường hợp này nghe giống như là mình làm crown mà cái dạng gọi là cầu răng ừ. cầu răng để mà chụp lên trên hai cái răng hai bên rồi ở giữa giữa là thay vì mình trồng implant thì mình sẽ À, là một cái crowd, cái cầu qua bên đó, cái cầu răng ba. À, còn nếu mà quý vị chồng implant thì chỉ có một cái thôi, chứ không có liên quan gì tới hai cái hai bên. À, không biết là thưa, co, thưa chị câu hỏi đó thì có phải là chính xác như câu hỏi của chị hay không. Còn không nữa thì xin chị à, ghi lại câu hỏi ở dưới cái bình luận ở dưới để văn à, phòng chúng tôi có những nha sĩ cũng như bản thân à, chúng tôi có thể giúp cho chị để câu à, trả lời à, chính xác hơn. Nhưng mà cái em cũng muốn hỏi thêm với cái câu hỏi này là có những cái tình trạng mà một cái răng bị hư nhưng mà sau đó thì kêu làm luôn cái răng bên kế là tại vì nó bị lây hay không hay là thường thường cái răng nào bị sâu thì chỉ cái răng đó thôi à, đúng rồi nếu mà câu hỏi như Rachel rõ ràng thì nếu mà cái cái răng kế bên bị lây thì lây nhiễm thì lây thường là bị nhiễm trùng của cái chân răng Ừ. thì nhiễm trùng của chân răng thì bác sĩ thường cho uống thuốc thử coi cái răng đó có thể cứu được hay không hoặc là cái răng nó đã quá nặng rồi bác sĩ nhìn thấy nó bị à, bị nhiễm trùng cái chân răng răng quá lớn và nó mất đi nó đang ăn mòn cái xương của cái xương hàm của mình thì thường là nha sĩ khuyên là sẽ phải nhổ cái răng kế bên hoặc là hình thức nào đó để remove cái để tẩy đi lấy đi những cái nhiễm trùng đó Ừ. bằng mọi hình thức có thể dùng laser để mà remove mấy cái đó để tạo ra đắp xương lại Vô cái phần đó nếu mà chữa được cho nên ừ. là nó có nhiều cái khía cạnh để mà mình có thể giải quyết một vấn đề à sẽ so phải tùy cái trường hợp ha với ừ. à. với lại vị khán giả này giống như khi mà mình đi văn phòng nha đi xong họ nói mình là ồ hư một cái rồi nên làm hai cái như vậy thì mình cũng có hỏi lại là ồ vì sao tại mình cần phải hiểu được là tại có nhiều sao thêm thông tin Đúng rồi. đúng rồi và mình mình cảm thấy người văn phòng đó tin tưởng đủ uy tín đủ thì mình ok còn nếu mà mình cảm thấy là mình không có phục với cái đó thì giống như anh thêm nói là thử check cái văn phòng khác xem họ ý kiến như thế nào hy vọng rằng cái câu trả lời của anh Thiêm đủ giúp được cho quý vị vừa rồi nha rồi câu hỏi thứ hai của người này tên là Nguyễn Hoang À, trong trường hợp răng giả lâu ngày không còn dính nữa thì có thể dùng cách nào để cho nó dính vào hai hàm không ví dụ như là keo nào thì tốt cho người mang răng giả cảm ơn quý vị đã trả lời để mà mà ấy được mình có thể dùng để mình dán keo được được thì để thêm lấy ra cho một cái thước nó giống như vậy đây hướng này ha thì quý vị có thể mua cái này ở trên amazon hay là ở những cái tiệm nhà thuốc Walmart hay là ở Amazon, Walmart, Target thì có thể họ có bán những cái này và cái lời khuyên của Tim đó là nếu mà cái đèn chờ của mình, nếu cái đèn chờ của mình đó thì nếu đèn chờ của quý vị bị lỏng quá rồi á thì như cái hàm răng của mình mà nó không còn cái thành nữa đó thì cái này răng này lỏng quá rồi á, thì quý cũng khó thành ra nên là tại vì cái nướu răng của mình nó teo uh, trong thời gian khoảng chừng 5 năm, 10 năm tùy theo cái chất xương của con người mỗi người mà nếu nó teo thì quý vị nếu mà có bảo hiểm của người lớn tuổi thì chính phủ có thể cho 5 năm cho mình làm một cái hàm răng mới thì mình nên làm lại cái hàm răng mới nếu mà nó bị lệch sụt xịt quá dán keo nó cứ rớt hoài thì tại vì mình muốn làm lại một cái mới để cho nó sát với lại cái xương hàm của mình để cho nó được nó giữ cái độ uh, suction là cái độ hút uh, ừ. uh, giữa cái uh, cái, uh, cái 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 nấu răng và giữa cái hàm răng thì quý vị không cần phải dán keo, thường là là trong thời gian qua là làm rất là nhiều cái không có cần dán keo. Như chú Bảo Quốc cũng như là à, một số à, quý vị khác đã lại đây thì rất là, là mừng. Thành ra nên là quý vị à, lựa cái chỗ nào mà có thể họ hồi xưa đã nói rồi thì là có phòng labo thì cái người à, lab technician đó cái người đó họ lấy lấy dấu răng theo ý của họ và họ làm thì thường nó nó hít hơn còn nếu mà những người nhân viên lấy thì nhiều khi cũng khác ý chút xíu so với người thợ làm thì nó sẽ bị lệch lạc nhiều hơn thì nếu mà mình tốn tiền khoảng chừng 800 tới một ngàn đô để làm cho một cái hàm như vậy thì mình nên nên lựa cái chỗ nào mà làm nó làm tại chỗ thì nó chắc có lợi cho mình hơn à, với lấy lại thường thường cái hàm răng giả như vậy làm khoảng bao nhiêu anh cái cái tiền nó khoảng à, nhiêu? thì răng giả có một số loại material khác nhau có loại yeah. trong rồi răng trắng rồi có loại răng răng trắng mà nướu nó hơi hơi màu hồng hồng theo cái cái ý của người đó và cái nướu nó cũng có những cái lằn chỉ nó nhìn rất là tươi lúc yeah. mình cười thì cái chất răng của tụi anh mua là mua ở bên nhật anh đã nghiên cứu rất là nhiều nơi thì răng của nhật thì cái chất răng nó họ tốt tại vì họ ăn đồ nóng họ ăn những cái chất uh, nhiều loại chất mà nó không có thể nhiễm nhiễm màu nhiều không nhiễm màu lẹ và cái sự đánh răng clean của cái uh, clean cho làm sạch cái, cái răng hàm đó nó được lâu bền hơn còn nếu mà răng mà loại không tốt quá thì nó sẽ rất là lẹ nó bị nhiễm màu nó dơ rồi nó sẽ nó, nó đổi nó đổi cái màu sắc của nó nữa thành ra nên là nên ghé văn phòng nha khoa ở gần nhà để họ có những cái máy có bánh xe giống như cái máy bánh xe chùa dày á thì à. họ sẽ chùi cho mình sạch sẽ lại thay vì Đâu mình chùi. cứ bàn chải mình đánh hoài thì nó cũng nhiều khi không ra hết. Thì là 800 cho tới 1002 theo như anh thấy. Ờ à. một một cái hàm răng Thôi, mà một 800 năm. đến 1002 mà xài được 5 năm là cũng quá rẻ rồi. Cho nên là sau, sau 5 năm thay đổi là cũng ok. hợp lý. Yes. Yeah. Rồi cảm ơn anh. À, rồi một cái câu hỏi của vị kế tiếp tên là thanh hương nguyễn bác này là ở bắc cali nha à, xin yeah. chào nha sĩ và cô mc xinh đẹp tôi ở bắc cali là một bà lão trên 80 ở đây không có phòng nha nào của người việt có phòng lắp tại chỗ tôi đã làm răng giả nhưng không sử dụng được tôi cũng còn một số răng xin nha sĩ cho tôi biết nếu làm hai hàm giả lấy ra lắp vào và loại mềm thì mất bao bao nhiêu ngày tối đa. Hy vọng sẽ gặp nha sĩ trong thời gian gần nhất. Kính chào nha sĩ và cô MC, cô Rachel. Dạ. Yeah. Dạ, thưa bác uh, Thanh Hương. Uh, thưa bác thì uh, hai hàm răng để mình làm thì loại nhựa uh, có nhiều loại nhựa, nhựa cứng và nhựa dẻo. Thường đó là làm cho một số răng còn lại. Còn nếu mà mình mất hết uh, răng rồi thì nên làm cái loại nhựa cứng để cho nó nó giữ nó cứng trong cái sự cắn của mình ăn nhai của mình và nó ăn khớp. Còn nếu mà dẻo hay là mềm thì cái ở trên với dưới mình cắn nhiều khi nó dễ nó mỏng thì dễ bị nứt. Thưa thưa bác là uh, trong vòng khoảng chừng uh, 5 ngày cho tới 7 ngày uh, có thể làm gấp hơn được nhưng mà bác cần thời gian một ngày sau khi gắn cái răng vô thì bác cần phải ăn nhai thử. À, để coi coi cái khớp cắn của mình có tốt hay không, nó có bị lệch lạc hay không và cái nhai của mình những cái đồ ăn nhai của mình nó có uh, comfortable là thoải mái, cái nướu của mình có đau không để cho mình ăn tại vì mình sẽ mang ăn về mình ăn tới cả 10 năm, 15 năm hay là 7 năm đó. À, mình không muốn cho nó đau chỗ nào hết, bác không muốn nó đau chỗ nào hết. Thì uh, có những trường hợp như là uh, cái nướu răng của mình nó còn có những cái gai xương Uh, xương gai ở trong đó thì tại vì mình uh, bác lớn tuổi hoặc là một số bác lớn tuổi có những cái xương tự nhiên nó mọc ra sau khi uh, nhổ răng thì những cái xương nhỏ đó nó giống như cái gai thì mỗi lần mình đeo cái uh, denture vô mà nó có cái gai đó thì nó sẽ làm cho nó đau cái phần đó lúc mình cắn thì văn phòng nha khoa cũng cần phải mài cái uh, xương đó chút xíu hoặc là uh, gõ cái xương đó vô cho nó nó flat xuống đó, rồi cho nó bằng Ừ. À, thì thì sẽ tốt hơn cho bác trong việc ăn Nếu như mà bác đó ở Bắc Cali thì xuống Nam Cali chừng khoảng 5 hay 7 tiếng đúng không anh? Khoảng cái à, thời bác gian có nào? thể nếu bác không lái xe được thì bác có thể đi xe đò hoàng à, Bác có thể đi xe đò hoàng ở trên à, à, những xe đò có những công ty ở xe đò ở từ San Francisco từ những Bắc Cali à, đi xuống dưới Nam Cali thì ở dưới này thì văn phòng có những cái xe à, đưa đón từ những cái chỗ bãi đổ bãi đậu xe. Uh, trước băng em ở uh, đường mặt nolia với lại đường uh, đường bosa thì trước yeah. các bác về nhà ở những nơi giống như là nhà Airbnb hay là nhà nghỉ dưỡng thì các yeah. bác có thể ở đó vừa đi chơi phố lộc thọ gần đó vừa ăn uống những uh, nhà hàng gần đó hay là đi thăm uh. cảnh người việt ở dưới này ở trong thời gian chờ đợi để làm răng. Yeah hoặc là ví dụ như mà có con cái thì có thể là nếu mà cái thời gian không cho phép mình ở cả tuần ở đó thì mình có thể đi xuống một ngày mình làm răng xong rồi mình về ừ. rồi mình chờ rồi xong trở lại à. À, một tuần sau để mà lấy răng rồi thử luôn cũng tiện cái đó Được. là cách thứ hai đúng rồi à dạ. cảm ơn em nhắc thì thường các bác cũng có làm như vậy từ Ezona cũng vậy hay là mấy chỗ khác thì cũng tới một ngày cho mình lấy dấu răng cho văn phòng lấy dấu răng rồi sau đó văn phòng làm rồi bác trở lại lần thứ sau lần tuần sau hai tuần khi nào rảnh thì trở xuống một một ngày thôi nửa ngày thôi thì thì cũng xong thì nó yeah. ít thời gian hơn rồi rất là tiện rồi xong rồi sau đó thì đi đi ra ăn lẩu ăn phở <laughs> lẩu okay. ốc ở đây nhiều lắm đúng rồi em qua Cali là mê nhất là lẩu ốc <laughs> <laughs> lẩu béo <vé óc, cười> rất là nhiều món. Rồi yeah. cảm ơn anh. Đây à, câu hỏi kế tiếp của người tên là Nhung Nguyễn. À, chào anh Thiêm và cô Rachel. Tôi 68 tuổi đã làm ba implant và bốn crowns, có nghĩa là cầu răng ở hàm trên bên trái. Nay tôi muốn làm tiếp ở bên phải. Xin hỏi tôi làm gián đoạn vậy có ảnh hưởng đến khớp nhai khi hoàn chỉnh hay không? Và làm như vậy tôi có được payment mình hàng tháng hay không? À, còn hai nữa là Medi chắc Medicare có giúp được uh, gì ở trong việc trang trải phí hay không? Cảm ơn anh thêm và cô Rachel. Dạ, thưa trả lời câu hỏi của cô Nhung uh, Nguyễn thì uh, uh, trước hết là trả lời ngược lại câu hỏi là Medicare uh, nếu ở trong tiểu bang California thì họ hay là những tiểu bang khác thì thường là họ trả tiền cho uh, nhổ răng và chám răng cũng như là mấy cái gì ngoài ra khác ra cái cho làm thẩm mỹ thì thẩm mỹ thì nó cái crown hay là cái răng sứ bọc ở trên đó thì hay là cái cầu răng thường nó là nó nói về vấn đề thẩm mỹ thành ra nên họ chỉ trả được phần nào thôi thì lúc nào cũng vậy chị nên cô cũng nên gửi cái thẻ của mình xuống để cho những văn phòng nha khoa nào đó để họ verify lại với lại cái insurance bảo hiểm để make sure là trường hợp của mình được trả bao nhiêu thì văn phòng sẽ cho mình biết uh, được uh, cái cái phần đó để mình đỡ, đỡ tốn chi phí. Và câu hỏi uh, thứ hai ở trong đó là uh, nói về hồi trước trước khi mình làm một phần ở bên kia rồi, yeah. ở bên tay trái phải không ạ? Yeah, ở bên tay đó. trái rồi bây giờ là mình muốn làm bên tay phải. Thì yeah. thưa là bên tay phải, nếu mà bị gián đoạn thì không sao. Uh, mình có tiền thì mình mới làm hoặc là mình uh, khi nào mà thuận tiện thời gian thì mình mới làm cái phần còn lại hoặc là khi nào cái phần còn lại đâu thì mình mới làm thì trong trường hợp này không sao hết những người nha sĩ đều uh, make sure là muốn làm cho cái răng mà cái phần mình chuẩn bị làm sẽ mài răng hay là làm những cái cầu răng đó uh, và khớp cắn là cái cái cuối cùng của những nha sĩ cần phải uh, chỉnh cái khớp cắn lại cho chính xác uh, cho cắn đừng có bị nhô lên cao hơn bên tay trái bên tay phải không được cao hơn bên tay trái hoặc là bên tay tay phải không được thấp hơn bên tay trái thì uh, văn phòng nha khoa nào mà có phòng labo laboratory hay là labo ngay trong đó trong văn phòng nha khoa đó thì uh, giữa nha sĩ và cái người kỹ thuật viên đó hai người đó nói chuyện với nhau họ sẽ chỉnh sửa liền họ làm lẹ cho mình họ chỉnh sửa theo ăn khớp với nhau tại vì họ làm việc chung với nhau thì nó không tốt cho cái việc mà mình tốn tiền mà nó lại không có hiệu quả Thế nên, nên cũng để ý về vấn đề đó dạ uh, yeah. yeah. Rồi, cảm ơn anh. bây giờ là vị tình Vinh Phạm. Dạ. Yeah. À, chào CEO Tim Đỗ và Rachel hỏi tôi 70 tuổi muốn làm implant để có răng ăn uống cho tuổi già nhưng rất tiếc là không làm được vì tôi bị sinus mũi mà bác sĩ không chứng giấy cho tôi được làm implant. Tôi bị mất ba răng hàm dưới, một cắm bên trái, hai răng cắm bên phải và hàm trên một một răng cắm bên phải Vậy xin hỏi có cách nào khác để tôi được làm implant hay không? Rồi hiện tại tôi đang dùng 3 crowns hàm dưới và một crown cầu răng hàm trên. Cảm ơn Tim Đỗ và Rachel. Dạ, yeah. thưa chú Vinh Phạm. nếu mà bác sĩ đã, bác sĩ nha sĩ, đã nếu mà nha sĩ đã thấy, đã kiểm tra cái răng của mình mà mình bị sinus, thì bị sinus trong cái trường hợp này của bác thì không có được rõ là sinus đó là do bị viêm xoang hay là sinus của mình là do bị uh, cái uh, cái răng cái xương của mình mất nhiều quá thì nếu mà trồng cái implant vô thì nó đụng vô cái sinus đó thì nó sẽ nếu mình trồng cái cây implant uh, dài đó thì nó sẽ puncture là có nghĩa là nó nó xuyên qua cái sinus đó thì không tốt không được. Thì trong trường hợp này thấy nghe nói là uh, nhìn thấy là nói là bác sĩ uh, gia đình của mình có phải là bác sĩ gia đình của mình uh, không có cho phép mình làm tại vì thường bác sĩ gia đình Uh, bác sĩ gia đình sẽ nói lên là nếu mà mình có nếu mà bác có cái tình trạng bệnh lý như là bị uh, loãng máu hay là bị uh, nhiều thứ khác nhau mà có thể không được uh, làm implant tại vì có thể mổ xẻ liên quan đến mổ xẻ thì ở bên văn phòng nha khoa không không có nha sĩ nào uh, có thể uh, uh, bypass được hay là không có nha sĩ nào muốn uh, vượt qua được cái sự uh, authority của hay là sự cho phép của bác sĩ gia đình cho nên là trong trường hợp của bác thì nếu mà bác sĩ gia đình hay là bác sĩ đó đã nói là mình không trồng implant được thì nó hơi khó khăn không không thể làm được à, trừ khi nào mà bác sĩ gia đình cho phép mình hay là mình chữa bệnh gì đó để cho nó hoàn thiện lại mà có thể nâng xoang nếu mà nếu mà nha sĩ đó um, trong cái trường hợp thứ hai là nâng xoang tại vì cái xoang nó bị thấp quá thì uh, cái sinus đó thì nếu mà nói chữ sinus cho nó rõ ràng thì thêm hiểu hơn thì nếu mà cần nâng xoang thì những nhà văn phòng nha sĩ có thể nâng xoang được cho mình, uh, à. cho bác. Nhưng mà trong trường hợp này thì không có rõ là bệnh lý sinus là do bị uh, bị viêm xoang hay là bị nâng xoang hai cái nó khác nhau. À, không nhờ qua cái chương trình và cái câu hỏi như thế này thì ngày hôm nay em mới biết là uh, khi mà đi làm răng có những cái mà phải được bác sĩ gia đình cho phép thì mới được. Đúng. Yes. À, bây thì... giờ hôm nay em mới nghe câu nói này phải không đúng rồi mới biết được có những trường hợp như về máu bệnh về máu chảy máu nhiều loãng máu uống thuốc loãng máu hoặc chích thuốc ừ. loãng máu thì uh, một số bác sĩ gia đình không cho phép bệnh nhân và thường văn phòng nha khoa hỏi những tờ giấy để được uh, chấp thuận của bác sĩ gia đình tại bác sĩ gia đình là ừ. người hiểu rõ về uh, hết toàn toàn thể bệnh lý của người bệnh nhân thì yeah. uh, văn phòng nha khoa thường là tuân theo cái uh, cái cái sự mà cho phép hay không cho phép dạ yeah. bởi vậy quý vị thấy cái hệ thống răng với lại cái hệ thống y bên mỹ nó hay quý vị ha giống như là nó liên kết với nhau có nghĩa là người này bị trong những cái bệnh đặc biệt thì nha sĩ cần phải nói ok bên bác sĩ của anh chị hay là cô chú phải phải ok thì tụi tôi mới làm chứ mình không có phải là ồ vì tiền rồi vô đi vô đi rồi làm đi làm đi xong lỡ người ta có gì xong rồi phủi tay là không được tại vì thì... có có luật lệ đàng hoàng Dạ thì có một số một cái số nước khác thì họ có thể họ làm được thì làm thì không sao nhưng mà sau đó thì là chuyện gì sẽ xảy ra Đúng thì rồi. cái câu hỏi đó cần phải trả lời thì sau đó là gì thì những cái chân implant đó có thể nó không ở lại với mình trong trong vòng 5 năm nó sẽ tự động cái cơ thể của mình nó đẩy cái chân implant nó ra thì coi ừ. như mình đầu tư vô vấn đề trồng implant nó vô nghĩa vô lý ừ. mà nhiều khi mình nghe nói được một số nha sĩ khác một số văn phòng khác làm được nhưng mà không có ở trong nước Mỹ đó là sai luật um, Ừ, I see. Yeah, tại nhiều nhiều khi thí dụ bởi vậy có những cái trường hợp mà những người ở bên Mỹ cái đi về Việt Nam cái làm thì cái tình trạng của mình sao người ta đâu quan tâm đâu. Có nghĩa là cứ vào làm đi đưa tiền xong rồi À, sau đó có gì thì bạn tự chịu trách nhiệm rồi một tháng sau đi về mỹ rồi có những cái chuyện gì là bắt đầu là phải tiền mất tật mang có những cái chuyện đó xảy ra nữa cho nên là với chồng nghĩ rằng nó rất là quan trọng khi mà mình tìm được cái nơi uy tín và đồng thời nữa cái nơi mà lỡ như tôi làm xong tôi có chuyện gì thì sao đó cái phần đó nó rất là cái, quan trọng cái câu hỏi nó rất quan trọng mình có câu trả lời thì mình nên nên làm dạ yeah, dạ yeah. Rồi, cảm ơn anh Thêm rất là nhiều. Không biết còn gì anh muốn chia sẻ thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt cái chương trình này hay không? Hôm nay anh Thêm cảm ơn được những câu hỏi của quý vị. Thì xưa quý vị thì Thêm mong mỏi được nhiều câu hỏi để mà cùng anh em chúng tôi trong văn phòng nha khoa đây có những bác sĩ rất là mong mỏi để được trả lời những câu hỏi. Tại vì những câu hỏi rất là hay. À, bản thân chúng tôi cũng phải học hỏi những câu hỏi đó. Thì hmm. xin quý vị cứ để lại cái comment ở dưới để cho chúng tôi có cơ hội để trả lời. Dạ, xin cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn Rachel. Vâng, cảm ơn anh Tim, chúc anh một ngày vui vẻ và bình an Và cũng xin nhắc lại với quý vị là quý vị nào mà chưa bấm like thì nhớ là bấm like cho chương trình để là bình luận nha Tất cả những câu hỏi quý vị có thể để lại dưới đây rồi chúng tôi sẽ gom những cái câu hỏi lại Để cho anh Tim có thể trả lời thêm trong những cái video sau Và đồng thời quý vị nhớ là bấm share và subscribe cho video Còn bây giờ chúng tôi xin được chào tạm biệt, bye bye